Kính chào quý khán giả, nằm trong vùng ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục nhiều mây kèm theo mưa và độ ẩm không khí cao. Về trưa và chiều mưa giảm và trời hửng sáng, nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực này có dấu hiệu tăng lên ở mức là từ 23 đến 26 độ. Trong khi đó, khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc còn chịu thêm tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây chỉ dao động ở mức từ 24 đến 27 độ. Đới gió đông ẩm từ khối không khí lạnh lệch đông tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây và mưa trên khu vực phía Bắc đèo Hải Vân. Ban ngày mưa có xu hướng giảm đi và đôi nơi trời hửng nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày mai có xu hướng tăng trở lại ở mức là từ 27 đến 30 độ. Vượt qua đèo Hải Vân đi về phía Nam, trời có nhiều nắng hơn trong ngày, kéo theo nhiệt độ tại khu vực này cũng tăng cao hơn ở phía Bắc, ở mức là từ 30 đến 32 độ. Trở vào phía Nam, thời tiết đang trong thời kỳ chuyển đổi từ mùa mưa sang mùa khô. Ban ngày trời có nắng nhiều hơn và chỉ có mưa dông ở một vài nơi. Nhưng do thời kỳ chuyển mùa nên trong mưa dông cần cảnh giác với lốc sét và gió rất mạnh. Trên biển, tại quần đảo Hoàng Sa có nắng trong ngày, tầm nhìn xa thoáng 20 km, gió thịnh hành hướng đông bắc cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km. Trong mưa dông đi kèm là lốc xoáy và gió giật mạnh gây ra tình trạng biển động. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.